Lô bà con, nay đi xuống hồ 100k đây nha, hồ lượng đây nha. Chỗ cái chòi này đó. Bây giờ bắt đầu xuống hồ nha, đánh lục, hôm nay đánh lục anh em nhá. Lục anh em nhá. Không cho cơ hội mồi đây, bài mồi mọi khi bà con nhá. Trôi mè nhá, trôi mè chim chiếc thập cẩm chi cơn. Có con nào sáu con đấy anh em nhá. Vẫn mồi mọi khi đấy, cái video quay mồi này kìa. Quay mồi này nhiều quá rồi. Hôm nay lượng nó không mang thuyền ra. Anh lại không mang túi đựng thính, ném thính. Túi ném thính vứt ở đâu ấy nhỉ? Hay là trong túi cần? Trong túi cần à? Thế tí ném luôn. Ném đâu câu đấy. Đi lục anh em nhá, đánh lăng xê thì mai đánh. Mai sẽ đi ra đây đánh trộm lăng xê vẫn chỗ này luôn anh em. Wow, mẹ chạy kìa. Dỡ hồ. Mai em có hơi nhiều mẹ. Đang thời tiết nắng vỡ đầu bà con nhé. Có cái ngũ đó, xem có ngũ đánh ngũ. Ôi, chết rồi, cái dây linh anh, túi đựng dây linh anh quên, anh lại không ấy đâu. Thôi đừng đánh tam. Đây có cái ngũ này, đây. Cái ngũ này. Sắc không? Sắc. Nha, tính ra từ sáng hôm qua mình chưa ngủ, đến sáng đến tận bây giờ mình chưa ngủ một chút nào. Cần đéo thì ngủ. Anh nhổn rồi đi câu và đã bỏ rơi thằng bé ngủ đi chọc cún. Ủa, ghê đó. Rứt thử xem có nổ không. Sợ rồi. Rứt thử. Không nổ thì vẫn chịu mà. Cái lưỡi câu nhiều. Luôn. Chỗ này nó bị bẩn chứ không phải sơn. Chỗ này nó bị bẩn. Ok. Đánh phao, đánh phao nhỏ thôi. Đánh cái phao nhé. Đây, đánh phao này. Vẩy đấy. Lộ phải ra vị gì. Phao đấy từ ngày xưa rất chi là nhạy anh em. Bây giờ rất kiếm được cái phao này rất chi là hiếm luôn. Anh em chuẩn bị nắm mồi nhá. Câu do thuyền nhà nó vứt ở trong kia nên là lười lấy nên là ném tay anh em ạ. Rồi, ném tay cũng được không sao. Ném đến được mà quan trọng là em tập trung ném để cho nó chính xác là được. Đừng để hồ nó to quá này, lúc ấy khó câu. Thả thính chưa? Thế mày lội ra thả thính đi. Có tự tin không? Không tự tin thì đi chuyện đi lấy thuyền. Hồi ra sợ cá nó đéo ăn. Hồi ra mày mặc quần xịp không? Có. Thế lỗi nhắm cục vừa thôi. Thì ấy. Thì lúc ném ra nó chuẩn hơn. Lấy. Ném được đến đâu câu đến đấy. Mẹ có thuyền ngon quá nhỉ, lượng đéo không thuyền. Có thuyền nhưng nó không bê ra ấy. Nó không bê ra. Mình bây giờ mình vào mình phải mất công mình bê ra.
hay gọi cho Lượng bảo thuyền mang ra nhỉ? Ừ. Hả? Nhưng mà đợi nó lâu lắm, tầm trưa hay là ngủ. Mà thằng trời nó không ra đâu. Gọi không ra đánh bỏ mẹ. Vừa ra thu tiền thôi. Đây là con dâu nó mới để. Không ra đâu. Ném ổ rộng quá khó đánh lắm, tại hồ nước nó bé, nó nông á. Đâu chút cái tụi lên thính mình đâu ơi. Từ hôm anh mình đi câu ở nhà Ma Vương đã không có rồi đúng không? Ừ. Đâu? Anh sợ ngồi lên. Anh sợ ngồi lên lắm. Không biết ngồi đâu, ngồi lên nắng quá. Lúc mát mà nó dọn về này thì câu cho em mát mà. Mát cái chun thì tí nó dọi thẳng vào đây thì chắc anh ngồi câu suốt đây rồi. Ngồi đánh chỗ này thì cũng được, rồi sợ hơi nắng. Tổ ba đi về mặt đỏ như lâm sung. Nắng quá. Đấy, các cụ để ý nhá, nắm nó cũng nó đều 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 nhau này thì ném nó chung tầm tay nhau, nó không bị cục xa cục gần. Gần gần nắm chặt nhé. À này hỏi anh ông kia là anh Tuấn ơi. Anh có túi làm thính không? Anh có túi làm thính không? Em mới để quên mẹ nhà. Đúng rồi, tao có đơn. Chắc phải hai bắt chim chứ. Dạ, chứ không phải câu gì. Hay được chim. Bảo một cân thì chắc từ khoảng 5 lạng, 6 lạng. Thôi anh em hộ 100.000 là cá nó nhỏ anh em. Xem thôi đừng có vỉa nha anh em. 100.000 có ông đòi cá 3-4 cân thì không có đâu anh em nhá. Nói thẳng thì cho nhanh. Bật 2 lít. Thì mình có bán 2-3 cân anh em nhá. Anh thấy mẻ lượn thì nó ấy đổ được thính thì đánh đổ được thính xa bánh mẻ thì ngon. Vào bốc tiền. Đây anh gọi Lượng xem thuyền bả nào nhé. Ok anh em để gọi chủ hồ phát đã nha. Đấy mồi thì nắm cứ thế này thôi anh em. Ok tí ném mồi thì mình quay phim anh em nhá. Anh em ơi định ném bằng tay nhưng để thôi để chơi phát thì lội đi cho nó lành. Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không? Đoạn đấy sâu, đoạn ở ngoài kia nó mới đông. Đoạn đấy là cái chỗ này nó vét bờ lên em ạ. Đoạn trên không có bùn đâu, đoạn phao mình không có bùn. May trời nó cũng mùa hè rồi. Mùa đông được ăn chun anh em ạ. Đây này. Đủ các loại rồng rắn này, nổi nước hết. Thôi không, thế không phải vết lỗ đâu. Em ở đoạn đấy nó có bùn không? Ở đoạn phao có bùn không? Đâu, mày cầm cái phao mày nhấc cho bên cạnh được. Đi hẳn ra đến nơi đây. Đấy để đâu bên cạnh cho rồi quét quét chân một tí. À Hưởng ơi. Em không cần quét đâu, động rộng rộng chân xuống ấy, rộng chân xuống cho cái bùn nó lì xuống.
cho nó rộng rộng bằng cái mâm được, cho bằng cái mâm. Rộng rộng cũng được, cho nó rộng rộng ra mà nhắm thính ở giữa. Sâu khoảng mấy chục phân. Đéo 30 phân bùn kìa. Rộng rộng đoạn rộng rộng được, đéo tiếng sau chim vào hết mà. Cây à? To. Bằng cổ tay không? Tí lên thì nhặt mẹ lên. Nhưng... ờ, cũng được. Ờ, cành cây đấy kiểu là dê thì bị móc vào à? Chỗ đây có bùn không? Ờ, ít bùn đó. Em cứ để chân lên trong thả nó lên trên chốc chân nó được, cuối cùng bóc 3-4 cục, bóc 4 cục ra. Tại vì thả này thì nó không đi mấy. Sau nó cho cái phao ngồi lên trên chốc ổ là được. Cú nó bảo phê vãi đái anh em ạ. Rồi còn 4-5 cục bóp ra được, tại vì nhiều cục quá hưởng ạ. Em bây bóp ra xong em đổ lên trên chốc ấy. Bóp luôn ở túi bóng đi, xong nó đổ lên trên chốc được. Cho nó tơi ra ở đấy. Cho nó tơi ra cái đấy đến nó cầm phao bỏ lên trên chốc cái chỗ ổ đấy. Nó vào anh em mình can ổ sau đéo này. Cũng ngon đấy, mép nhà đấy, đúng mép nhà luôn. Còn 5 cân nó làm phộp phát cụt này, chim. Để phát lên trên chốc ổ luôn. Em kéo phao kéo phiếc chuẩn như lúc nãy là chuẩn rồi cũng được. Trên chốc cũng mồi luôn đấy hả? Rồi ok. Rồi ngon luôn. Mép nhà. Ở chỗ đấy là trên chốc mồi đúng không? Ok anh em thả mồi thành công nhá. Đấy có cua ạ. Tăm ổ cá rất chi là nhiều này. Đấy anh em nhìn thấy phao không? Đấy. Sọc được 2 con rồi nhưng mà đó, toàn là cá tin tin thôi anh em ạ. Chép. Ôi con chép đóng cái kiểu gì? Ta đang không hiểu con chép đóng kiểu gì mà nó xỏ một lưỡi vào trong mồm xuyên vào mồm luôn kìa. Đẳng cấp. Ai bị bắn nhỉ? Anh em này nhìn con chép này, con chép đóng xỏ một phát trong mồm luôn. Anh Hải đồng đội bị giết rồi đó. Ở đấy xong là nó nhảy phát lên đây à? Ôi, xỏ cái kiểu gì xỏ phát vào trong mồm đùa ngáo luôn. Hai con, một con rô phi, một con chép rồi bà con. Ôi. Ôi, bọn chun. Bọn đổ giúp vào đây rồi. Để em lấy cán vớt. Từ từ. Đấy ra ngoài rồi đấy. Anh đi thẳng ra đầu kia là ra mà. Đi thẳng ra đầu kia, đi thẳng ra đầu kia. Nó lại chui vào đây rồi. Nó rút xuống đây rồi. Từ từ. Nó được bên này.